Hi, xin chào các bạn. Mình là Đoàn Đức Quảng bên Runner chuyên nghiệp. Hôm nay mình sẽ review để các bạn biết về sự khác nhau của hai đôi giày là Nike UMX Vaporfly NEXT% 1 và Vaporfly NEXT% 2. Sự khác nhau của hai đôi này như thế nào? Thì hai đôi này cũng đều là thuộc cái dòng dòng giày dòng giày đua, nên là giữa NEXT% 1 và NEXT% 2 khác nhau như thế nào. Hôm nay mình sẽ giới thiệu để các bạn có thể là có cái sự so sánh của hai đôi giày đang là số 1 thế giới. Đây đây là đôi NEXT% 1. Đây là cái phiên bản trước phòng dòng NEXT% 2 này. Để các bạn có thể theo dõi. Các bạn có thể thấy đấy là đôi NEXT% 1. Ok, hôm nay mình sẽ theo dõi để các bạn có thể để xem. Đây là cũng là một cái màu của NEXT% 2. Đây là một cái màu này, màu phiên bản màu trắng. Phiên bản màu trắng này dành cho nữ, rất là đẹp. Đấy. Còn đây là phiên bản màu đỏ. Cũng là phiên bản dành cho nữ NEXT% 2. Các bạn có thể theo dõi, có thể xem, rất là đẹp đúng không ạ? Mình để đây để các bạn có thể theo dõi, các cái đôi giày với màu sắc khác nhau của NEXT% 1 và NEXT% 2. Đây là cái dòng đi màu, cái màu mới nhất của NEXT% 2. Và hôm nay mình sẽ nói về sự khác biệt của cái dòng NEXT% 2 và NEXT% 1. Cái dòng NEXT% 2 và dòng NEXT% 1, thứ nhất là khác nhau ở ở điểm đầu tiên, đấy là cái hộp. Thì cái hộp NEXT% 1 thì cái hộp mà rất là đẹp và rất là chu đáo. Cái hộp thì hộp rất hộp hộp này là hộp cứng. Đây, các bạn thấy hộp này hộp cứng. Còn về cơ bản thì NEXT% 2 thì các bạn thấy là NEXT% 2 thì cái hộp lại là cái hộp cũng là bình thường thôi, như là bao hộp Nike khác. Đấy, điều cơ bản đấy là cái điểm cơ bản đầu tiên của NEXT% 1 và NEXT% 2. Đấy. Tất cả cái dòng NEXT% 2 đều là cái hộp 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 như thế, màu đỏ như thế này. Các bạn có thể theo dõi. Đây là màu đỏ nha. Còn đây là màu trắng. Màu trắng cũng là một cái hộp màu 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 đỏ như thế này. Cũng là một cái hộp như thế này. Thì là NEXT% 2 thì cái hộp là cũng là hộp giấy thôi. Còn NEXT% 1 thì là hộp cứng. Hộp cứng này thì các bạn để giày vào ấy, thì là để mà đi tặng ấy, tiếc thì trông là cũng trông pro hơn một chút. Trong cái trên cái hộp này có khắc là cả cái số 8888 đó. Và cái điểm mấu chốt của hai cái đôi giày này là về cái phần đế ấy, thì là NEXT% 1 và NEXT% 2 ấy, là cái phần về cái phần đế ấy, là khá là giống nhau đó. Về cơ bản là khá là giống nhau. Trọng lượng của NEXT% 1 và NEXT% 2 ấy, là về cơ bản là cũng giống nhau, khoảng 180 185 gram cho mỗi một đôi giày này. Này, các bạn thấy đôi giày này. Và sự khác biệt giữa hai đôi giày này ấy, thì mình nghĩ là chỉ là cái phần upper này thôi. Phần upper của đôi NEXT% 1, NEXT% này thì là phần upper là với cái phần upper này là upper của cánh buồm, thì các bạn có thể là chạy trong cái thời tiết là trời mưa nhỏ được. Còn mà NEXT% 2 ấy thì là cái sẽ thoáng hơn, dùng cái vải, đúng là vải fly kinetic ấy, thoáng hơn, thì giúp cho các bạn là có thể là chạy ở
ở cái thời tiết nắng nóng. Nhưng mà nếu mà khi nào mà ví dụ đổ mồ hôi hay là gì ấy, thì cái Next 120 này sẽ là một, nó sẽ thoát nước nhanh hơn là Next 101. Đấy, thì là nói chung là về cơ bản thì là hai hai cái dòng này sẽ bổ trợ cho nhau, một cái thì thoát nước tốt, còn một cái thì có thể là chạy ở trời mưa nhỏ, chống được cái trời trời mưa. Đấy, các bạn như thế. Còn các bạn cũng biết là cái những cái dòng như thế này rồi, thì đợt vừa rồi thì cũng là cái màu màu vàng này và cam này, thì nó cũng vừa vô địch cái giải đua ở thế giới ấy, đúng là cái đôi màu Next 102 này. Các bạn có thể theo dõi. Thì đối với các cái dòng chạy đua thì bản thân mình thì cũng đã chạy trải qua như là Alpha Fly hay là Next 101, Next 102, nhưng mà mình cảm thấy là ví dụ như cái dòng này ấy, thì là một trong những chạy đua tốt nhất rồi. Ví dụ về cơ bản thì là rất là hợp chân của nhiều người, ví dụ như là form của đôi này thì rất là dễ để mà đua, và thứ hai nữa rất là dễ để chuyển hướng. Như đôi Alpha Fly ấy thì là cũng sự chuyển hướng là khó hơn, nhưng mà đối đôi này thì các bạn kể cả chạy trong sân vận động hay là chạy ở ngoài đường đều ok. Đấy, thì hôm nay mình giới thiệu với các bạn sơ qua về cái đôi Next 102 và đôi Next 101. Hy vọng là các bạn, nếu các bạn có cái câu hỏi gì hay là có cái trao đổi gì thì hãy liên hệ với bên mình để được sự trao đổi. Bên mình là runner chuyên nghiệp .com, runner chuyên nghiệp, fanpage là runner chuyên nghiệp. Đây là đôi màu đỏ Next 2 và đây là đôi màu trắng. Đây là đôi màu xanh xanh của Next 1. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở lần sau nhé.